Say nốt đi chào. Nhà này phải cho hai cửa mà hợp lý. Cho bác rồi. Wow, nhà anh đẹp ghê. Quẹo, anh Bảo xây đẹp quá, anh Bẹo. Anh Bẹo. Đừng đi xây nhà nữa, anh Bẹo. Mình vậy? Anh Bẹo ơi, trời ơi, anh Bảo ơi, đi xe anh ơi. Đưa xe. Anh phải làm ra ngoài nổi ngoạc. Đi xe đâu? Đi. Rồi. Thôi. Ai đứng trước rồi, ai đứng trước nè. Ai đứng trước cái gì vậy? Ôi, cái gì đó, cái gì? Ê, cái gì? Trời ơi, Bảo, hôm nay anh lớn, anh nghe heo mấy thằng dẻo che này đua xe gì vậy? Đâu biết đâu, anh mới chọn đây rồi, quá đua xe rồi. Trời ơi, đua xe vui mà. Cái gì mà... Mọi người, đặt xe xuống đường, cái này đua xe hả? Thời đại rồi rồi, mình ta chơi đua xe kiểu này. Ủa, chơi đua xe kiểu gì? Bây giờ người ta chơi mấy cái điện thoại đồ, có điện thoại để làm gì? Chúng ta lên trển cài game Thor Rider Rush cộng. Nghe chưa? Nghe tên game này chưa? Chưa nghe bao giờ luôn. Trời ơi. Chưa. Từ từ, giới thiệu là phải giới thiệu từ từ cho mấy bạn biết. Bạn nào chưa biết thì nghe giới thiệu luôn chung với mấy người này nha bạn. Thor Rider Rush đặc biệt là có nhiều phong cách chơi luôn. Nè, có chế độ chơi khác luôn nha, có thể rồi đó. Chế độ mà thu thập nè, rồi nâng cấp nhân vật nè, rồi xe đi đăng ký kỹ thuật nữa, rồi gọi là thi bằng lái nữa. Mày thi bằng lái chưa? Thằng này ở ngoài đời không thi bằng lái dễ bị bắt công an nè, mày nhớ thi bằng lái. Ôi, chưa hết, cái này hấp dẫn hơn, là cái này hấp dẫn hơn luôn. Cái gì? Có thể chơi chung với bạn bè. Game online, gọi là game online nha, chứ không phải game offline nha. Rồi có cái này hay hơn nữa. Ta có thể kết hôn. Có thể kết hôn được luôn. Được. Nghe nói Bảo 11 với lại Huy kết hôn đúng không? Nhớ vô đây đúng không? Đúng rồi. Bảo à, anh nên tránh xa thằng này ra nha. Em không muốn nó là chị dâu đâu nha Bảo. Ok. Với lại game này phù hợp với mọi lứa tuổi luôn anh em. Bao nhiêu tuổi cũng chơi được. Đúng rồi, trẻ trâu như tụi bay cũng chơi được. Mà dạng như Bảo cũng chơi được. Bây giờ tụi mình tải vô chơi luôn đó. Tải cái gì? Bây giờ tao có một cái thử thách này nè. Chơi không? Tụi bay có biết con San không? Biết. Bây giờ nè, 1 trong 5 đứa tụi bay nếu mà thắng được một vòng thôi, chỉ cần thắng một vòng thôi là có thể có được một con San. Rồi xong tụi bay muốn chia nhau gì hết, giờ muốn phá gì phá. Ok, chơi không? Dễ. Ok, bây giờ đi theo tôi. Đi. Ten. Đây chính nè, đó Car Rider đây, có hình gọi là giống bơm không? Giống. Anh đi game luôn. Bây giờ chỉ cần nhảy qua cái cổng đó là bắt đầu chúng ta vào game đó. Ok. Nè, nhảy. Vô. Wow. Vô. Ok các bạn ơi, thì chúng tôi đã vào game rồi. Game này á gọi là game ơi, cái game này đọc là gì tụi bay? Trời ơi. Tao còn biết tiếng Anh. Đừng nói vậy tao quê. Car Rider. Mình mong là mình đọc đúng. Ok, bây giờ chúng tôi đã vô game. Bạn có thể thấy màn hình game ở bên dưới đó. Thì bây giờ chúng tôi sẽ gọi là đấu 6 người. Bây giờ 6 người tôi. Đó. Mình là VIP đó các bạn. Chuẩn bị chết mày rồi, nghe nha. Khóc nghe. Đây, mình sẽ bỏ xa mấy thằng mắt con này mới được. Ui, xin xe mấy cửa kia nhanh. Giờ tụi bay có nạp lên đầu. Mấy chết. Mày đâu tao, đừng có đâu. Trời ơi, đi cái này đụng xe được hả? Chán rồi, khó chịu vậy. Ngoài đời cũng đụng được mà mày ghen. Ủa, ai cũng đụng được mà. Tao tôi muốn ngoài đi xin thường nhưng mà không được, tôi vô nghe. Tao bỏ xa tụi bay rồi. Anh Bảo, anh trai em sao anh chưa kỳ anh Bảo, anh chặn em hoài vậy? Anh em đấu nhau rồi. Anh trai ruột mà vậy là chết tôi rồi. Anh em đấu nhau rồi. Chết tôi rồi. Ai đang sau đinh mình, sau đích mình giờ. À, Huy nô, nô bơi. Quay. Trời ta rip hơi bị ghê, mày đừng có giỡn ngang chóc. Chết ra. Thôi cha, rip vô rồi. Cút ra cũng giỡn không thấy được. Ê, chơi ra mày đứng lại. Tại sao anh đừng có xa đừng chờ. Tao được. Game này không có nút lùi. Game này không có nút lùi. Đừng kêu tao đừng. Game đua xe, tao cũng khẩn cầu mày dừng lại. Vậy. Khẩn cầu dừng lại. Mày nó la rồi. Chơi vậy ai chơi? Mày chơi cuộc thi mà mày lan dưới gì vậy mày? Chỉ tao đi thôi. Ủa sao nó chơi nhanh dữ vậy? Ai ổng tại trước không vậy? Thế là tao đang vừa nằm vừa chơi đó. Game này cho nó tiện lợi quá nên tao phải nằm cho chơi đó. Tao mà ngồi vậy tao chơi là công lực lên 200% liền. Ghê à. Anh chạy xe Tira chứ trong đây anh chí bằng tụi em nè. Ôi
Ôi xe nào không như nhau anh ơi, anh đừng có nói như vậy. Có nói vậy anh ơi. Rồi xe nào cũng như nhau anh ơi. Ra rất rồi. Yeah, thắng rồi. Vòng một mình đã thắng. Ôi ơi, kì vậy? Trời ơi, sao năm bờ tu thế này? Anh bẻo. Anh bẻo bẻo. Đó, cái game này các bạn có thể chơi online được nha. Với lại các bạn có thể gọi là 8 kỹ năng drip khác nhau. Giống mình là 8 kỹ năng rồi, nhưng Huy là 1 kỹ năng thôi. Ôi, sao không vậy? Vậy ơi. Ủa? Sao có 8 kỹ năng vậy? Không biết thì đó tại mới nói không có thằng cấp 3. Không hiểu luôn anh em chơi gì chơi. Đó map này hơi xe. Trong đây có rất là nhiều map luôn nè, đó. Đây map này đi. Map này đi cho dễ. Ok. Map đường rừng nè. Let's go. Đi đường có chút nghe quen đó. Chết mày rồi con. Tao đã ngồi dậy lên và 200% lực tao đi vô một cái này. Ok, nhưng mà anh em thấy không, game này nó lấy theo cái kiểu bơm bơm giống như hồi đó tụi mình chơi á, nhớ không? Bơm online. Bơm. Còn lại á, nhìn cũng coi với lại bơm online. Nhưng mà em thấy xe nó và giao diện của nó hơi bị đẹp. Đây. Tránh ra nào, tránh ra nào. Đó là hết. Ai nghe trời 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 ai trời. Ôi. Thằng nào màu vàng vậy? Thằng nào màu vàng nó cứ đụng tao nè. Ai chẳng màu vàng? Ai chẳng màu vàng á? Giùm mì quá. Không phải. Thằng Bảo á. Ở lỡ. Trời sao cái chơi game này nó chai hạt dài rồi. Ôi, chơi đừng chơi. Trời bảy nợi. Ơi, cảnh ra anh Bảo, top 1 là của em. Em đi ra đây lấy top 1 rồi đó. Thôi anh đừng có nói nhiều, anh đừng có một view. Em cho em đụng anh đi. Đậu Bảo. Chịu thôi. Hút ra Huy. Tao sẽ giành top 1. Mày tránh ra. Giành hữu Huy. Giành hữu. Giành hữu. Nè, thân mình ba hả? Mình top 1. Tiếp tục. Yes. Cày tê nhờ, lại top 2 rồi. Top 1 các bạn ơi. Từ từ, xe này không có hợp mệnh. Chết mày rồi con. Trời, trận cuối. Bây giờ muốn chơi map nào nè. Đổi map. Map nào. Em sẽ dẫn anh em đi map. Em sẽ cho anh em đi bi Tesco. Ồ lộn. Cái gì? Map FN. Lộn. Trong đây hơi bị cua á anh. Chết mày rồi con. Bây giờ tao đứng dậy là tao được 300% lực. Ok. Anh đang đứng dậy anh chơi nè, từ từ kéo cái căng thẳng đi, mấy căng thẳng đi mấy bạn. Trời ơi, Messi này căng thẳng quá mấy bạn ơi. Let's go. Ai đậu vào đi vô ơi. Mới vô đụng nhau rồi mấy cậu ơi. Ủa sao vuông góc vậy? Sao cái đường vuông góc vậy? À thằng Nghi Ha kìa. Ê tình chân nghe lên. Chết đi. Gì vậy? Đi ra gì vậy? Ê tính nhà tao top 1 mà. Mày kêu tao lên là sao? Tao đang dẫn đầu mà. Mày nói gì vậy thằng nhóc? Tao nói mày non. Hiểu chưa Huy? Trời ơi. Vậy thấy không? Nguyên một cục ơi, nào đi sau lưng vậy? À, Vinh Bụi. Em. Vinh Bụi, lấy ra chơi trước đi Vinh Bụi. Không được đâu Vinh Bụi. Không được. Đi đường nào vậy? Đi đường nào vậy? Cái đầu. Ủa, đi đường nào vậy? Không bị mất rồi. Let's go. Ủa, đi đường nào vậy? Tụi nó còn không biết đường đi nữa các bạn ơi. Đâu? Thấy nào Huy Đức đang thua rồi, hơn con Huy nữa rồi. Trời ơi, khó quá nè, Huy nó vượt nữa rồi. Chạy sao xuống hành núi thiếp rồi mọi người ơi. Gì vậy? Sao tao nhớ? Tao nhớ đang ở Pháp, tao đang ở Bitexco. Cái đậu trên Bitexco hoài. Hồi nãy đi ăn con Bitexco. Tại sao top 1 đi chứ? Sao top 1 hoài vậy? Top 1 đi chứ. Sao top 1 hoài vậy? Trời ơi, mình lắp vô các bạn ơi. Mình điếp người. Cái này còn đi tranh trước với Henry nữa thiệt. Được rồi. Yeah. Trời ơi, mình về chắc tụi nó còn biết ở đâu. Trời ơi. Trời ơi, mình à, các bạn thấy không, mình dip 38 lần, Nitơ 17 lần, điểm kỹ năng 51 lần. Trời ơi. Anh ơi, em dip 43 lần không anh? Ủa sao ra ngoài rồi? Sao tụi bay dip nhiều vậy? Không phải dip nhiều là hay nha mấy cậu. Trời ơi, Huy nước không có rồi, đứng luôn. Hết cho mày thôi. Trời ơi, quá mừng, cuối cùng anh Bảo tôi cũng về đích rồi. Yeah, lên cấp luôn rồi, trời mình lên cấp 11 luôn rồi các bạn ơi, mới đua mấy trận. A few moments later. Đã, tụi mày nãy giờ cày được tới đâu rồi? Tao đi thay một cái áo mới rồi nè. Mày thấy chưa? Ôi mà em... bây giờ... Ui trời ơi. Ủa cái gì vậy? Gì mày? Cái mình lọt à? Cái điện thoại mày chết người luôn á. Điện thoại này mình mượn á. Ôi, nhưng mà tụi mày đã chơi được tới đâu rồi? Tao tụi mày 18 rồi. Tao 21. Trời ơi, game gì bảo chạy hạt. Chạy hạt là như nào? Chạy hạt là chơi khó.
Trời ơi, tụi bay chơi quá non. Game mới chơi chút xíu mượt. Mượt đến nỗi mà chưa về chơi xíu nên được 21 rồi, tụi bay mới mười mấy. Tao nhớ hồi đó tao chơi nha, cái loại mà game đua xe mà cũng có dạng bom giống như vậy nè các bạn, mà trên máy tính. Đó, ừ, tụi tôi chơi, ngày đêm, ngày đêm đêm luôn. Mà công nhận game này nó mượt hơn game kia nhiều, mà đẹp hơn nữa. Ừ, tôi cũng thấy nó mượt nhất trong các game mà đua xe tôi từng chơi luôn á. Ừ. Đúng thiệt. Trời ơi, chơi mà nó mượt nó đã mắc gì đâu luôn á. Trời ơi, tôi chưa thấy game nào mà game mượt như thế này luôn. Đúng rồi, game mượt. Game này tên là gì ta? À đúng rồi, Car Rider Rush. Game đua xe hết. Coi chưa, ghê chưa, đọc tiếng Anh giỏi không? À, đọc tiếng Anh mơ đẹp quá. Rồi, game đua xe thế hệ mới. Trời ơi, còn đồ họa 3D với 70 bản đồ và hơn 50 loại xe khác nhau nữa. Quay. Trời này. Quay, nhưng mà công nhận xe trong này 50 loại luôn hả? Ồ. Uầy, nhưng thì, mà nha, nhưng mà nha, tụi mày biết nhiều nhiều như thế để làm gì không? Ừ, để đua cho đỡ chán chứ gì? Trời ơi, để tụi mình đua nhiều phong. Tao biết sao? Trời ơi, là để mình chơi được nhiều phong cách chứ nhiều chế độ đó cho nội. Trời ơi, đúng ý tôi là dễ ăn gì mà nội. À. Thôi bây giờ đi, bây giờ bắt đầu vô chơi anh em. Ôi mà khoan, tao bỏ qua cái phần này là không được, mày hiểu không? Sao? Trong cái tâm trí của tao, chơi game không phải là chơi game không, chúng ta còn chơi thời trang nữa. Hiểu không? Mày hiểu ý tao không? Tao review thời trang cái nhẹ coi. Vô cửa hàng. Lần đầu đúng không? Cái gì vậy bà nội, cái gì vậy? Vô cửa hàng tụi mình coi đồ. Trời ơi, chứ tiền đâu nạp được nè. Nhưng mà coi đồ đỡ thèm, hiểu không? Quay có cái mũ len này. Quay nhưng mà làm chi tiết hoa nhìn mấy cái len như thật luôn á. Ờ, quay nhìn nó kiểu vừa cartoon mà vừa thật nữa. Quay chiến thuật nè, mày bấm vô phần chiến thuật với ơi. Quay tao phối đồ cho nhân vật tao nè, trời ơi. Ước gì tao ngoài đời cũng đẹp trai giống mày. Quay có cái dù tím sau lưng nữa ba. Đồ xịn bay. Quay có con đồ tím này giống mát mày. Ủa có bét không? Có bét không? Quay có bộ đồ đi ngủ dễ thương thật sự luôn. Ủa con cánh luôn. Quay cái quả cánh đẹp lắm mày ơi. Vật phẩm ơi, có gì không? Quay mà mấy cái chỗ này là để mở đồ ra nè mấy cái hậu. Quay tao rồi. Cái mà quan trọng là xe đua đúng không? Đúng rồi. Giàu nghèo là ở đây. Quay xe này giống Huy chạy ngoài đời vậy. Chiếc xe Vespa. Quay. Quay. Quay xe này nhiều tiền thế. Quay nhìn đẹp nha, quay cái đô, cái bô của nó kìa, nơi on luôn, quay xịn xịn. Dạ dạ, tôi biết con chiếc xe rất là hợp với ông luôn, chiếc xe vòng quay á nha. Cái gì, đâu. Quay xe lại, vòng quay màu hồng. Có xe, có xe đẩy xe trong siêu thị luôn rồi tụi mày. À, đồ. Ai chưởng. Ai chưởng mấy cái xe. Nhưng mà thiết kế đẹp vậy, thiết kế đẹp vậy. Chất lượng. Ôi, đúng rồi. Dạ. Ê, phần tay đô có một mấy con nhân vật trong bom này đúng không? Ôi, có con hổ nhanh nhẩu dễ thương quá vậy. Mà hồi đó tao thích chơi bé bỏng thôi à, hồi đó tao thích chơi bé bỏng lắm mấy con. Hồi đó tao bé bỏng mình ấm bà qua luôn. Tao thích chơi thôi, lựa xe đô đi, tụi bay nói nhiều quá. Ôi, thích thì chịu. Đi đi, solo lại ơi, nãy giờ cày sao rồi? Ờ mà khoan. Dạo này nghe, ta nghe nói game này có sự kiện mày. Game sự kiện. Ừ nè, bấm vô phần sự kiện đi. Nè. Giành phiếu bingo nè, ngày 18 tháng 12 nè. 18 tháng 12 đến 29 tháng 12 rồi các bạn. Trang trí xe, trang trí xe không? Trang trí xe nè, đó cuộc thi xe độ kìa, thấy chưa? À, rồi. Vô xem ơi. Đó, tao vô. Uầy, có mấy người chết xe đẹp. Phải luôn, ui tao chấm cho người này nè, xe đẹp, xe màu hồng. Quay cái kiếm. Xếp hạng đúng không? Quay có xe cái kiếm luôn nè mày. Quay cái bạn cấp 1, quay xe nhìn xịn thật sự luôn á. Ủa coi tấm 1 đâu hả? Đúng rồi đó. À đây tấm. Xếp hạng coi. Đù. Nhìn bảy màu mà nhìn mà lem luôn. Nhìn muốn ghiền luôn á mấy bạn. Trời ơi. Nè, ơi, đa phần mấy tấm 1 là xe nổi loạn không à. Đúng rồi, để ý luôn á. Top toàn xe nổi loạn mà. Vậy là chúng ta nên mua chiếc xe này để chúng ta đi đua. Xe này vừa đẹp mà vừa mạnh nè, chắc luôn. Nếu anh em á chăm chỉ mà đua xe á thì có thật nhiều xu để tụi mình mua xe và tụi mình đổ xe luôn. Đó. Bây giờ chơi có biết cái mấy loại này không mấy cha? Trời ơi, tất nhiên là biết rồi. Không có biết cái mà quay được miễn phí không? Chưa nữa nha. Ơi, cái này còn gọi là biết gì không? Thưởng đăng nhập nữa nha, từ ngày 18 tới ngày 30 lần á, có để tặng quà các bạn. Wow. Các bạn các phần quà nhiều lắm mày.
Đù, à đây đây có nè, vừa mới nói xong nè, hoàn thành nhiệm vụ gì nè. Ừ đó, rồi chưa kể đi nha, dạo này event nhiều lắm mày. Từ ngày 26 tháng 12 đến 1 tháng 1 có giải đấu online. Ui. Tổng vậy, tổng giá trị lên tận 3 triệu rưỡi nếu mày thắng trò chơi này đó con trai. Ui, vậy nghĩ vô tức là vừa. Ê, trời ơi, mày ẩu, vậy là ổng được. Nói gì thôi chứ nghỉ vài ngày thôi. chạy hàng, tối nay tao chơi tới sáng luôn. Nhưng mà anh em mình, bây giờ anh em mình phải chịu khó. Mình vừa luyện tay mà mình vừa tham, để mình tham gia cái giải đấu này, hiểu không? Chúng ta phải xuống sát. Một là mày thua, hai là tao thắng. Đúng không? Không để cho vô người khác được. Đúng rồi. Chúng ta là anh em. Ơi nhưng mà tao nghe mấy ông anh của tao, mày có nói cái gì mà đăng nhập 20.000 xu gì á, từ ngày 31 tháng 12 đến 5 tháng 1 á, nhưng mà là phải online liên tục á hả? Tao cũng đang tìm cái phần đó đây nè, bạn nào biết comment ở bên dưới nha. Ơi mà nãy giờ tao cày game tao cũng mệt rồi. Bây giờ á, tao đi luyện tay để tối nay, để vài bữa nữa tao đi tham gia giải top 1 cho tụi mày coi. Tao sẽ dẫn lấy tiền đó dẫn anh em đi ăn. Còn bây giờ thôi, bao nha, phải bao nha, bao luôn. Nếu mà thắng mới bao nha, mày vớt là bao buồn á. Ok. Rồi, vớt phải bao chứ. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Và đá giấy.